Vào lúc 16 giờ chiều nay, tàu Cảnh sát biển 6008 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã cứu thành công tàu cá mang số hiệu KH91656TS gặp nạn trên biển. Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 29 tháng 12, khi đang làm nhiệm vụ trực tuần tra, kiểm soát kết hợp chống khai thác hải sản bất hợp pháp và không theo quy định IUU trên khu vực biển Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, tàu Cảnh sát biển 6008 nhận được lệnh điều động của Vùng Cảnh sát biển 3 đi cứu nạn tàu cá mang số hiệu là KH91656TS và KH96417TS bị nạn trên biển. Vị trí cách Nam Đông Nam, đảo Phú Quý khoảng 22 hải lý. Sau hơn 3 tiếng hành trình trên biển với thời tiết khu vực gió cấp 6, giật cấp 7, biển động, tàu 6008 đã tiếp cận tàu bị nạn mang số hiệu KH91656TS và kéo tàu về đảo Phú Quý an toàn. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục kéo tàu KH96417TS về đảo Phú Quý.